Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 Global Success, lớp 3 Global Success. Và hôm nay chúng ta sẽ giải đề ôn thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 nhé. Ok, kiểm tra học kỳ 2 tiếng Anh lớp 3 Global Success này. Exercise 1, look and tick or cross. Các bạn lưu ý câu nào đúng sẽ tick, câu nào sai cross nha. Câu đầu tiên của chúng ta cards là đúng rồi, đánh dấu tích này. Trucks là đúng ha. Truck là sai, đây là car. Đây là car chứ không phải truck. Câu này sai, vậy sẽ là đánh dấu x. Rồi câu tiếp theo, dancing. Đây là singing chứ không phải dancing. Vậy câu này sai. Câu này đánh dấu x. Cái này là cycling là đạp xe. Đang đạp xe mà đây là flying a kite là thả diều. Vậy câu này sai. Câu này sai tức là các bạn phải đánh dấu x. Câu này peacock là con công. Peacock là con công là đúng này. Rabbit là con thỏ này, đúng này. Train là tàu hỏa mà đây là bus đúng không? Đây là tàu hỏa đúng rồi. Đây là tàu hỏa đúng rồi đó. Đây skating, skating là trượt patin mà trong khi bạn này đang riding. Thì câu này sai, đánh dấu x. Ok, chúng ta qua exercise 2, fill in the blank with the correct letter. Chúng ta điền chỗ trống cái từ đúng này. Reading nha, reading là chữ giờ này, reading. Tiger nha, tiger, tiger là chữ gì? Tiger là chữ e. Basketball, bạn này sai rồi. Basketball phải chữ tờ, basketball. Car là đúng rồi nè. Goldfish là đúng nè, cá vàng. Đồ chơi là toys. Peacock là con công. Running là đúng nè. Chúng ta qua exercise 5, read and tick or cross. Rồi. Chúng ta đọc và chúng ta tích hoặc là cross. Tôi có hai con mèo. I have two cats là đúng rồi. I like truck là sai. Đây là car chứ phải truck. I can see a peacock. I can see a peacock. Đây là cá sấu nha. Đây là con cá sấu này chứ không phải con peacock đâu. Vậy là câu này sai. He cycling là sai. Đây là walking. Ông này ông đang đi bộ chứ không phải là ông đang đạp xe nha. Vậy câu này sai. Rồi qua câu tiếp theo. CE flying a kite sai nhá, đây không phải là thả diều. Vậy câu này sẽ là gì? Câu này sẽ là dấu x. Câu số 5, CE skipping đúng này. Câu này sai, câu này đúng. Rồi đang nhảy dây đúng rồi. Câu tiếp theo máy bay này. Câu số 6, daylight plane. Daylight plane họ thích máy bay là đúng này. Câu số 7, anh chàng này đang xem TV đúng không? Vậy là he watching TV là đúng nha. Câu này đúng. Đây, nó nhảy trang qua bên đây này. Rồi ok, chúng ta qua exercise 6, read and match. Đọc và nối. Câu số 1, what can you see là bạn có thể nhìn thấy cái gì? Người ta nói với câu E rồi. I can see two horses, tôi có thể nhìn thấy hai con ngựa. Câu số 2, what's he doing là anh ấy đang làm gì? 2C, tôi đang xem TV. I'm watching TV nha, I'm watching TV. Câu số 3, do you have any cats? Bạn có con mèo nào không? Thì chúng ta nói với câu D là yes I do. Câu số 4, what's the peacock doing là con công đang làm gì? 4B, it's dancing, nó đang nhảy múa. Câu số 5, how many birds do you have? Bạn có bao nhiêu con chim? Thì chúng ta nói với câu F, đó là I have 6, tôi có 6 con. Câu số 6, what's she doing? Cô ấy đang làm gì? Hỏi con gái nha. She's skipping, nói với câu A nè. Câu số 7, what are you doing? Hỏi bạn đó, bạn đang làm gì? Phải trả lời tôi là tôi đang xem TV là câu C nè. Ủa bạn này làm sai à? I'm watching TV. 7G là sai rồi. Vậy chúng ta sửa lại, bạn này làm sai. Rồi chúng ta nối lại này. 1E, 2G, chứ không phải 2C. Bạn này làm sai rồi, 2G. 3B, 4B, 5 F 6 6A và 7 là C nha, sửa lại cho đúng nha. Rồi sang bài số 7 các bạn. Read the passage, tick or true or false. Chúng ta đọc và chúng ta đánh đúng hay sai, true là đúng và false là sai nhé. Xin chào, tên tôi là Linda. Tôi có rất nhiều thú cưng nha. I have a lot of pets. This is my cat. Đây là con mèo của tôi. They are on the chair. Chúng đang ở trên bà, trên ghế. That is my dog. Kia là con chó của tôi. It's in the jar. Nha, it's in the jar. Nó ở trong sân. I also have many parrots. Tôi còn có nhiều con vẹt nữa. They are in the cage. Các bạn có từ mới này. Cage là cái lồng. Cái lồng chim đó.
Chúng ở trong lồng chúng rất là cute, là dễ thương nha, chúng rất là cute, dễ thương đó. I also have three I also have three goldfish. Tôi còn có ba con cáp vàng và sáu con thỏ, chúng ở trong vườn nha. Bây giờ Linda có rất nhiều thú cưng là đúng. Con mèo thì ở trên ghế, con mèo ở trên ghế là đúng luôn. Ủa, con mèo ở trên ghế, con mèo trên ghế đúng mà ta. Con mèo ở trên ghế là đúng này. Rồi con vẹt thì ở trong lồng, con vẹt thì ở trong lồng là đúng luôn. Con chó thì ở dưới cái bàn là sai. Con chó đâu? Tôi còn có ở đây không con chó đúng không? À con chó đây, con chó trong sân. Rồi câu này đúng này. Linda có hai con cáp vàng và sáu con thỏ. Không phải hai con cáp vàng, ở đây có ba con cáp vàng. Rồi câu này sai. Sang bài số 10 chúng ta sắp xếp lại cho đúng trật tự. What can you see? What can you see? Bạn có thể nhìn thấy cái gì? Câu số 2, what is she doing, là cô ấy đang làm gì? Câu số 3, do đứng đầu câu. Do you have any goldfish? Bạn có con cá vàng nào không? Do you have any goldfish? Do you have any goldfish nha. Câu số 4, I can see a peacock. I can see a peacock. Tôi có thể nhìn thấy một con công. Sang câu số 5, how many? Ở đây phải là how many rồi. How many rabbits do you have? How many rabbits do you have? Bạn có bao nhiêu con thỏ? Và câu số 6, do you have a cat? Do you have a cat? Bạn có con mèo nào không? Ok, và đây là toàn bộ cái bài, cái đề thi của chúng ta. Chúng ta tạm dừng tại đây và chúc các bạn học thật tốt để đạt được kết quả cao. Goodbye and see you later.